Ngày 28 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Hội nghị triển khai những điểm mới trong thông tư 27 ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2024-2025. Năm học 2024-2025, quyền chọn sách giáo khoa được giao về các cơ sở giáo dục. Mỗi trường sẽ thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa riêng thay vì căn cứ vào kết quả lựa chọn chung của Ủy ban Nhân dân tỉnh như các năm học trước. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, giải đáp vướng mắc trong công tác lựa chọn sách giáo khoa. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt việc lựa chọn sách giáo khoa, đảm bảo đúng quy định tại thông tư 27 ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định.